siêu nhẹ, siêu êm ái. Mức lúa của nó chỉ có đầu 5XX thôi. Vậy đôi The Lava Whoop Slide Sandal này nó có gì đặc biệt? Đầu tiên và đặc biệt nhất đó chính là cái phần quai dép. Nó có thiết kế giống với con nhộng. Và đó là lý do vì sao nó có tên gọi là The Lava Whoop. Và cái thiết kế này nó sẽ giúp hạn chế được cái vấn đề bị nhăn ở phần quai dép. Phần bên trong quai dép sẽ được độ một cái lớp bút rất là dày dặn, độ dày tới 9mm phần gai su. Các bạn có thể tăng giảm size cực kỳ linh hoạt. Một đôi dép này có thể fit tới 2 size khác nhau. Đến phần đế, lật lên một cái, như vậy đã đủ đồ whoop với các bạn chưa? Đôi đế của bộ Lava Whoop này được làm từ công nghệ IP. Đây chính là công nghệ mà được rất nhiều ông lớn trong ngành giày dép tin dùng. Các bạn thử nhìn cái độ dày này đi. Búp chiều cao lên tận 5,5cm nhưng mà nó nhẹ tưng. Nó rát nhưng mà nó bám rất chắc. Bộ đế này do chính The Whoop thiết kế và mở khuôn riêng luôn. Nhiều tính năng hay như vậy mà chỉ có 5XX thôi. The Whoop chăm sóc đôi chân của bạn bằng những đôi dễ thích nhất.